Xin chào cả nhà, em lại lên sóng phục vụ các bác những cái mặt hàng đồ Nhật. Phải nói là cái hàng Nhật khi mà mình chơi hàng VIP của nó thì thật sự là nhìn rất là sướng mắt. Nhưng khi chỉ ngắm thôi cũng đã thấy nó rất là đẹp rồi. Bao nhiêu cái công nghệ hiện đại nhất thì nó nằm ở trên những cái đồ Nhật nội địa. Khi mà nó sản xuất cho các cái nước khác thì cũng đã bị cắt giảm đi một phần nào đó các tính năng rồi. Cho nên các bác có thể tìm ở trên thị trường Việt Nam mình các cái loại bếp ga hay các cái đồ gia dụng khác hoàn toàn không thể có những tính năng nó hiện đại được như những cái bếp Nhật nội địa. Thực sự là bên Nhật họ các cái hãng họ cạnh tranh nhau, cho nên là hãng nào cũng sản xuất ở một cái tư thế là tốt nhất, tâm thế là phải là đồ xịn nhất để cạnh tranh, chứ hàng lởm như mấy cái nước khác thì không thể nào cạnh tranh được trong thị trường Nhật nội địa. Đây em lên sóng một cái con bếp ga hàng VIP. Cái con bếp ga này khi mới nó có giá vào mười mấy triệu đấy các bác nhé, chứ không phải là rẻ. Con này em để số 2. Một con bếp ga mặt kính. Mặt kính các bác nhé. Đấy, chứ không phải là cái loại mặt men hay mặt sơn đâu. Cái này mặt kính. Là cái dòng cao cấp. Hàng VIP đắt tiền. Dành cho các bác vừa chơi vừa dùng vừa công nghệ. Giờ là ga rất là đắt. Các bác sắm cái bếp Nhật này nấu vừa tiết kiệm ga, an toàn, chống cháy nổ, rồi cho gia đình rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ quay chính thức con bếp này. Chiếc bếp này coi nhé, toàn bộ là mặt kính này, viền vòng quanh này là phủ một lớp men coi nhé. Đấy, mặt kính. Đấy, hình thức thì còn rất là đẹp. Bên em đã vệ sinh nhập, tức là bếp này thì em không vệ sinh các bác nhé, bếp này em nhập về tức là qua anh em đã vệ sinh sạch đẹp, ruột bên trong test điện, test ga đầy đủ tất cả chức năng, căn chỉnh lửa cho các bác. Chuyện này trên những cái clip này em chỉ có bán thôi, em nhập về là chỉ có bán nhé, chứ không cắm ga vào để test các cái chức năng lửa làm gì nữa cả. Đấy, nhập về là anh em đã test dọn sạch đẹp, căn chỉnh nó lành hết rồi, về chỉ có thể bán thôi. Các bác có thể nhìn một chiếc bếp ga mà trông nó như siêu phẩm. Đẹp như bếp từ luôn. Thiết kế phải nói là mỹ mãn, đẹp. Thật sự tính năng thì cũng không kém gì bếp từ. Đấy, sau khi thì giới thiệu các bác về hình thức rồi thì đây, khu vực này quay chi tiết một chút cho các bác nhìn. Đấy. Con bếp này có hai bếp các bác nhé. Hai bếp trên này nấu và một bếp nướng. Cái người Nhật họ ăn đồ nướng rất là nhiều, cho nên là bếp nào của họ cũng có nướng. Đây. Em giới thiệu sơ qua các tính năng đi. Con này nó dùng đánh lửa bằng hai pin. Pin thì em bán nó không có pin kèm đâu các bác nhé. Các bác về tự mua pin thôi. Em có hai quả pin này để test thôi. Đấy, chứ còn không có pin đi kèm. Bên này là một bếp nấu này. Đấy. Bật và phát thì đánh lửa cả ba bếp để test luôn các bạn. Nó đánh lửa ba bếp để làm gì? Đánh lửa ba bếp để là khi mình bật bếp này thì ga bếp này ra. Nó kiểm tra, đánh lửa bếp này để kiểm tra xem bếp này mình không nấu thì ga nó có ra không. Nếu mà ga mà dò ra ở đây thì chứng tỏ bếp này bị dò ga. Đấy. Cho nên nó test cả bếp nướng và hai bếp này. Đấy. Nó có một cái tính năng số 3 này, thật sự là em cũng chưa nghiên cứu nó là cái tính năng gì. Đấy, cần chỉnh gạt to nhỏ. Sang bên này thì một bếp nấu kia. Đấy, đánh ga, đánh lửa hai bếp này tạch tạch cho các bác. Đấy. Ở bếp này thì có các cái chế độ này các bác. Nấu cài đặt được nhiệt độ nhé, 140, 60, 180, 200 này. Đấy, các chế độ đun nước, nấu cơm khác nhau này, ở đây này. Khi mình nấu lên thì nó sẽ báo trên này. Hẹn giờ này. Đấy. Ở cái bếp nướng cá này, bếp nướng này thì cũng có điều chỉnh được thời gian. Đấy, điều chỉnh được thời gian, điều chỉnh hai tầng lửa và hai cần gạt. Đấy. Người Nhật họ cực kỳ thích ăn đồ nướng, cho nên là cái phần nướng của họ rất quan trọng luôn. Bếp nướng ga hai tầng lửa. Đấy. Yeah. Có điều chỉnh được hẹn giờ. Đấy. Hẹn giờ nướng. Đây là hai cái kiềng. Hai phần tâm trái tim này nó là hai cái cảm biến đánh nồi
tức là cảm biến chống cháy. Khi các bác nấu chẳng may mà quên không tắt ga thì cảm biến này sẽ dò được cái nhiệt độ của đáy nồi tăng cao lên thì tự động sẽ tắt bếp và khóa ga lại. Thì ạ. Và một tính năng khóa ga nữa là tức là khi mà bếp bị dò ga thì trong bếp các nhá, có một bộ phận van tự động khóa ga lại. Hãm ga từ đầu nguồn vào để tránh dò ga gây cháy nổ. Đấy là những cái tính năng rất hiện đại. Tiếp theo là những cái tính năng khóa trẻ em các bác này. Để ý dưới này các bác nhìn có một cần gạt nhá. Đấy, gạt đây các bác sẽ không bấm được này. Đấy chính là cái tính năng khóa trẻ em để tránh trẻ em ở nhà bật nấu nghịch linh tinh. Đấy. Tính năng những cái bếp cao cấp sẽ thích hợp. Đấy. Những cái tính năng rất hiện đại. Con này vỉ nướng ở trong bằng inox. Để vệ sinh một chiếc bếp ga thì các bác biết rồi đấy. Khi mình nấu ở nhà một thời gian thì nó mỡ màng bám vào. Vệ sinh một chiếc bếp ga để mà sạch đẹp như mới được như này thì nó cả là một quá trình rất là kỳ công. Thật sự là rất kỳ công các bác ạ. Chứ không đơn giản, đơn thuần đâu đấy. Bếp nướng 2 tầng lửa. Trời đẹp mặt kính, trời đẹp luôn. Một siêu phẩm với bếp ga. Con này của hãng Zinai. Có mã đây, S630VCTS. Đấy. Các bác nào thích về bếp ga công nghệ thì các bác liên hệ nhé. Nấu bếp ga Nhật cực an toàn, tiết kiệm ga. Đồ Nhật thì siêu về tiết kiệm rồi. Đấy. Chiếc bếp này em bán là 4,5 triệu. Giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.